ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Cứ mà làm thế thì lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người làm không. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tận trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Mạnh mẽ làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín. Càng che giấu càng mất uy tín. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Cứ mà làm thế thì lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người làm không. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tận trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Mạnh mẽ làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín. Càng che giấu càng mất uy tín. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Cứ mà làm thế thì lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người làm không. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tận trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Mạnh mẽ làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín. Càng che giấu càng mất uy tín. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Cứ mà làm thế thì lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người làm không. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tận trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Mạnh mẽ làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín. Càng che giấu càng mất uy tín. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Cứ mà làm thế thì lấy ai là người làm, cứ thử đi xem có người làm không. Tôi tin là có người làm, không thiếu gì người tận trung với đảng, tận hiếu với dân đâu. Mạnh mẽ làm để giữ uy tín, chứ không sợ làm mất uy tín. Càng che giấu càng mất uy tín.